chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, đó là tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát và phân tích bình luận từ Hà Nội. Ông sẽ chia sẻ với chúng ta một vài góc nhìn trên quan điểm riêng của mình về điều mà ông tin là Việt Nam cần phải tiến hành chống tham nhũng như thế nào để được hiệu quả, bền vững và có chất lượng. Thực ra tôi đã nói rất là nhiều lần về chống tham nhũng ở Việt Nam này, làm theo kiểu hiện thời là nó không hiệu quả, bởi vì nó thiếu 4-5 cái nhân tố cốt lõi. Cái thứ nhất là cái luật trị, tức là cái mà người ta gọi là gì, là thượng tôn pháp luật hay là nhà nước pháp quyền, tức là không có ai được ngồi xổm trên pháp luật, phải có cái tư pháp độc lập, rồi báo chí tự do, rồi xã hội dân sự sôi động, vân 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 vân, và lương công chức là phải xứng đáng. Tất cả những cái điểm đấy, nếu mình nêu ra một cách toàn diện như thế thì nhiều khi người ta không tiếp thu được. Nhưng mà nếu mà chỉ gói gọn lại trong vài cái điểm thật là mấu chốt thì có thể người ta sẽ dễ tiếp thu hơn và có thể làm được hơn. Thì tôi nghĩ tức là gì, là quy lại, không nói quá nhiều về các cái nhân tố đó, mà chỉ quay lại là hai điểm mấu chốt. Cái thứ nhất là lương công chức phải cho ra lương, chứ không thể gọi là kém quá so với lương của những người ở khu vực kinh doanh chẳng hạn. Nó không được bằng ở khu vực kinh doanh, nhưng mà nó phải bằng 70-80% của khu vực kinh doanh. Đấy là cái điểm thứ nhất, tức là về lương công chức. Một cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng có lẽ là cần nhấn mạnh hơn là sự độc lập của tư pháp. Mình chưa nói gì đến dân chủ cả, không nói gì đến dân chủ hay là nhân quyền ở đây cả, mà là vấn đề là quản trị tốt. Mà quản trị tốt thì để chống được tham nhũng, để bớt được tham nhũng, thì cái việc mà tư pháp độc lập là rất quan trọng. Tư pháp độc lập ở Việt Nam có thể làm được không? Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được, mà họ cũng không lo gì về thay đổi chế độ cả. Tức là vẫn cái chế độ này, có thể có cái tư pháp độc lập được không? Cái đấy là hoàn toàn là quyết tâm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhìn sang gương của Singapore, Singapore không phải là một nước dân chủ, nhưng mà như vậy là gì? Là họ có tư pháp độc lập. Và như vậy là gì? Là họ cầm quyền từ 1965 đến bây giờ, cái đảng PAP của Singapore. Thế thì như vậy là gì? Là ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nghiên cứu rất là nhiều về cái gọi là đảng thống trị hay là Dominant Party. Thì như vậy là gì? Là về các cái đảng mà nắm quyền lâu như thế thì không chỉ có PAP ở Singapore, mà Đảng Dân Chủ Tự Do ở Nhật Bản cũng nắm quyền liên tục. Thế thì như thế là ở những cái nước mà chưa phải là dân chủ, nếu mà có quyết tâm chính trị thì vẫn có cái nền tư pháp độc lập được. Tức là gì? Là tòa án, các thẩm phán là không có dính đến chính trị, không có dính đến đảng phái nào cả, chỉ tuân theo luật mà thôi. Và xét xử thì cũng chỉ theo luật thôi, không có ai chỉ đạo cả. Tức là có nghĩa là nếu mà Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm, có quyết tâm chính trị mà thực sự muốn chống tham nhũng, thì các thẩm phán, tòa án, điều tra và bên công tố độc lập, không có chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản nữa. Và như thế thì sẽ rất là tốt cho sự phát triển của đất nước, và tôi nghĩ là cũng rất tốt cho bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế như vậy là nếu mà làm được hai cái khâu đó, là tư pháp độc lập và lương công chức cho ra, cũng chỉ giải quyết hai cái vấn đề đấy thôi. Trước mắt cũng là khó chứ không phải là dễ đâu, nhưng mà nếu giải quyết thì có thể giải quyết được vấn đề đấy. Và giải quyết được hai cái vấn đề đấy thì sẽ giúp cho cái việc chống tham nhũng có hiệu quả và nó bền vững. Vâng, thưa ông, cách đây một thời gian, mà có thể lấy nhất là cũng vài thập niên, dường như là Việt Nam người ta cũng đã có những cái bàn thảo đến vấn đề cái cải cách tiền lương. Nhưng mà không hiểu vì sao mà cho tới nay thì dường như là cái việc cải cách tiền lương đó nó hình như là nó vẫn chưa được thực hiện như là đúng những cái kỳ vọng của giới chuyên gia từ ban đầu. Và nếu đúng như thế thì cái lý do chính là ở đâu, và làm thế nào để có thể cải cách tiền lương thành công và hướng tới hướng mà như ông cũng đã đề xuất đấy, đó là qua đó như một trong các công cụ để mà giúp chống tham nhũng nó được hiệu quả. Cái tiền lương của công chức của Việt Nam thì nó có lẽ nó xuất phát từ một cái quan niệm hết sức là sai lầm.
của những người lãnh tụ rất là cao của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xa xưa, nêu cao cái chuyện tức là gì, là tận tụy phục vụ dân chúng, làm công bộc cho người dân. Nêu cái chuyện ấy ra là nêu gương là như vậy, để gì là thậm chí những thời như là những ông thời Hồ Chí Minh chẳng hạn thì cũng khi chẳng có biết trả lương là cái gì, đến gần mãi đến những ông Đỗ Mười chẳng hạn không biết là gì là lương tháng của ông ấy là được bao nhiêu nữa. Và người ta đặt tức là gì, là không, chúng tôi là cao quý lắm, chúng tôi không có màng đến những cái chuyện vật chất, mà chúng tôi chỉ có tận tâm phục vụ nhân dân mà thôi, phục vụ cách mạng mà thôi. Đấy là một cái tâm trí đã ẩn sâu vào cái giới lãnh đạo Việt Nam từ lâu rồi. Nhưng mà rồi đến khi mà kinh tế nó phát triển, mọi người giàu lên, thì cuối cùng thấy ra như vậy là gì? Là ông nào cũng là cần tiền cả. Thế thì thà rằng như vậy thì bây giờ, ok, ông làm công việc rất là quan trọng. Một ông thị trưởng thành phố chẳng hạn là làm một công việc rất là quan trọng liên quan đến công ăn việc làm, đến đời sống của 5-7 triệu người dân chẳng hạn, thì ông ấy phải có một cái thù lao xứng đáng, chứ không phải là gì vài chục triệu. Vài chục triệu thì tôi nghĩ đó là gì, là cũng chỉ tương đương gấp đôi 1,5 lần lương của công nhân đi làm ở các cái doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội bây giờ. Trong khi đó thì lương của một nhà doanh nghiệp, tôi nói thí dụ ông chủ tịch của một ngân hàng chẳng hạn, thương mại chẳng hạn, thì có thể là vài tỷ một năm, tức là gì, là mỗi một tháng là mấy trăm triệu chứ không phải là mấy chục triệu. Tức là nếu mà mình đặt mình là một người dân bình thường thôi, cũng là một người, chứ không phải là thánh, không phải là vì như vậy này là chỉ có vì đất nước, vì nhân dân, vì cách mạng, nhưng mà cuối cùng thì lương thì ít nhưng bổng lộc thì nhiều. Và chúng ta thấy là như vậy là gì, là các cái vụ tham nhũng thì họ ăn một cái khủng khiếp. Ông bộ trưởng bộ nhân thông mà như vậy là gì, là vụ AVG mà coi như là chỉ một quả đấy là 3 triệu đô la, hoặc là như ông bộ trưởng bộ y tế Thanh Long test kit cũng là mấy triệu đô. Thế thì như vậy là thực sự là nó là một sự giả dối. Cái mà nói là như vậy là gì, là lương tôi thì thấp, tôi chỉ phục vụ cho nhân dân thôi, là một sự giả dối. Thế thì như vậy bây giờ bỏ cái sự giả dối đi, lương của tôi là phải cân đẳng, và như thế tức là phải vượt qua được một cái rào cản tâm lý là về cái việc mà gọi là gì, là phục vụ nhân dân rồi công bộc, hãy trở thành một người làm công ăn lương đường hoàng tử tế và đòi một đồng lương tử tế. Khi mà vượt qua được cái tâm lý, cái rào cản từ cái thời xa xưa nó đè nặng lên là như vậy, là chỉ là những người này liêm khiết, những người này giản dị, những người này không có lương bổng bao nhiêu cả, thì lúc đó sẽ vượt qua được. Còn chừng nào mà vẫn giả dối, tức là gì, là thực sự bổng lộc thì tiêu rất là nhiều và có rất là giàu, nhưng mà bảo rằng lương nó đáng mấy. Đấy là một sự giả dối. Bớt dẹp cái sự giả dối đi, thì như vậy là gì, là sẽ lợi cho bản thân họ. Bây giờ như vậy là gì, là thu nhập của họ là đường đường chính chính, và chỉ có như thế thì mới bảo là không cần tham nhũng, không thể tham nhũng được, không cần tham nhũng. Chứ nếu mà lương của một ông bộ trưởng mà 20 triệu thì làm sao mà như vậy là gì, họ không tham nhũng được. Một cái khía cạnh nữa, thưa tiến sĩ Hoàng Công, là cái cải cách hành chính, nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến cái chuyện, tức là người ta nói là có những cái lạm phát về công chức đấy, kể cả từ các cái địa phương nữa, chứ không phải không. Thì theo ông, cái việc đó nếu mà giải quyết được thì nó sẽ giúp ra làm sao đến hiệu quả chung của cái việc chống tham nhũng thường? Vấn đề quản trị tốt, tức là good governance, thì cái bộ máy công chức là rất là quan trọng. Mà ở các nước phương Đông như là Việt Nam và Trung Quốc thì đã có một cái truyền thống rất là tốt về thi cử để tuyển dụng người làm công chức. Trước kia thì người ta nghĩ tức là bất kể làm công chức gì là làm quan, là coi là làm quan.
làm một ông thư lại ở, huyện cũng là, làm quan rồi. Tất cả cái thủ tục để mà chọn những người làm trong công chức ấy, thì tôi nghĩ là những người đấy là những người thực sự là những người làm việc phải là rất tuân tùy, chỉ tuân theo những cái quy tắc hành chính mà thôi, và không, và họ có một cái đồng lương tử tế, các điều kiện về hưu rồi này kia tốt, được người ta kính trọng. Thì Việt Nam có một cái truyền thống như thế, rất đáng tiếc là chúng ta không phát huy tốt cái truyền thống để xây dựng cái hệ thống công chức đấy một cách tốt, mà bởi vì tuyển dụng không tốt, tuyển dụng được những người mà là chỉ gọi là thích ăn bổng lộc thôi, chứ không phải là ăn lương, thì mới nảy sinh ra cái gọi là gì, là nạn chạy, nạn mua quan bán tước. Tức là để vào làm một giáo viên, tức là cũng là một công chức của ngành giáo dục, cũng phải chạy tiền để chi. Y tế cũng như vậy, cho đến gọi là ông địa chính cũng như vậy, cho đến gọi là gì là ông công an cũng như vậy. Như thế thì là một cái hệ thống thối nát và phải cải tổ dứt khoát, tuyển dụng cho ra hồn và trả lương họ ra hồn. Và là ai không làm được việc thì phải sa thải. Và chỉ như thế thì mới có bộ máy công chức hữu hiệu và tử tế và được người dân kính trọng. Chứ không phải là bây giờ như vậy là gì, là dân nhìn thấy ra là gì, là các quan thì dân lại ghét. Bởi vì thực sự là gì, là phải thay đổi não trạng. Tức là đây là những người thực hiện những dịch vụ công cho người dân, và họ làm cái dịch vụ công ấy tốt thì họ được trả công tốt, chấm hết. Nếu mà thay đổi được cái não trạng như thế thì tôi nghĩ tức là gì, là có thể gọi là gì, là phải thay đổi toàn bộ hệ thống tuyển dụng, đánh giá, cân nhắc các cái công chức. Và tôi nghĩ rằng không có cái chuyện cân nhắc các công chức theo kiểu là đối với các cơ quan chức chính trị được bảo công chức là luôn luôn là phải sát hạch, phải tuyển. Tức là gì, ông đang ở một cái cấp như thế này, ông muốn lên thì chỉ dựa vào gọi là thành tích mà thôi, chỉ dựa vào kỹ năng mà thôi. Ông muốn lên một cái mức bên trên thì phải thi qua các cái đợt thi tuyển. Dẫu như là, tức là đời một người công chức là như vậy, là luôn luôn là phải làm những công việc của mình và chuẩn bị cho cái việc gọi là thi tuyển để lên. Và như thế thì sẽ rất tốt, tức là chỉ là sẽ bất kể người tài nào, bất luận tức là hoàn cảnh gia đình giàu nghèo, dân tộc nam hay nữ, nếu người ta giỏi, người ta vượt qua được những cuộc sát hạch đấy thì người ta có thể lên đến mức tôi nói thí dụ như là phó thủ tướng hay là thứ trưởng, tức là những cái người mà ở trong bộ máy công chức mà không phải là do cái việc được bầu chỉ định ông thủ tướng chẳng hạn, thì như vậy là bởi vì cái đấy là chính trị gia. Công chức mà nghiêm thì không phải là chính trị gia. Tôi nói thí dụ như đến mức thứ trưởng của những cái bộ chuyên môn thì những người như thế coi họ chỉ là công chức mà thôi, tức là họ là những người tài về mặt chuyên môn ở đó, về quản lý một cái lĩnh vực nào đấy. Chứ còn phải tách biệt rõ cái đội ngũ mà được bầu ra, tức là nó gọi là người mà được chỉ định về mặt chính trị, tức là một cái đảng nào đấy thắng lên nắm quyền thì người ta có quyền chỉ định đến mức nào đó, chắc chắn tức là gì, là thủ tướng rồi bộ trưởng rồi các thứ này khác, nhưng mà cũng có thể tức là đến mức tức là gì, là thứ trưởng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả những người ở mức gọi là gì, là vụ trưởng trở xuống, thì những người đấy là đều là công chức mà phải tận tụy với công việc và làm như là người làm công ăn lương. Làm công ăn lương ở cái mức đây là gì, là họ là những người cung cấp các dịch vụ công và họ được nhân dân trả công. Nhưng bởi vì nhân dân thì không thể gọi là gì, từng người trả đấy. Nhưng mà thực sự là nhân dân trả công cho họ, bởi vì nhân dân phải đóng thuế và nhà nước thay mặt nhân dân để trả công, tức là trả tiền lương cho họ. Tức là nếu mà mình thay đổi cái cách suy nghĩ thì thực sự những vấn đề như thế là những vấn đề mà là dễ làm chứ không phải là khó.
Cái khó nhất ở đây là phải thoát ra được khỏi một cái nếp tư duy nó đã cũ mòn và nó cản trở cái sự phát triển của đất nước. Vâng, liên quan vấn đề cải cách tư pháp đấy ạ, thì như ông đã trình bày là dường như là cũng có những cái mô hình để học tập chứ không phải là không, để tham khảo chứ không phải là không, và dường như là cũng có những cái cách làm mà có thể làm được chứ không phải là không, có vẻ là như vậy. Mặc dù là ở mỗi một cái nơi, mỗi trường hợp có thể là một khác, nhưng mà dường như là nếu như người ta quyết tâm, đúng không ạ, thì nếu mà quyết tâm đi thì sẽ có đường, đúng không ạ? Thế thì theo ông thì ở Việt Nam cho tới tận hiện nay đấy, cái gì là cái trở ngại, cái trở lực khiến cho người ta chưa làm, và theo ông thì phải giải tỏa cái đó như thế nào, cái bước đột phá ưu tiên nó phải ra sao thưa ông? Tôi nghĩ tức là gì, là cũng lại là vấn đề về tư duy. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn là kiểm soát tất tật tật, cái gì cũng quản lý, gọi là gì, là kiểm soát toàn diện. Đấy là một cái tham vọng không nên có, bởi vì không có một người nào tài được như vậy. Cho nên là tốt nhất tức là có những lĩnh vực là mình phải giao hoàn toàn cho người chuyên môn. Tôi nói thí dụ như lĩnh vực tư pháp là hoàn toàn có thể để cho tư pháp độc lập, tức là những ông điều tra, những ông công tố, những ông thẩm phán có thể là được nhà nước bổ nhiệm, nhưng mà cũng bổ nhiệm trên cơ sở, tức là chỉ những ông ấy là hoàn toàn dựa theo tài chuyên môn của họ, không liên quan gì đến thái độ chính trị của họ, và phải yêu cầu họ tức là gì, chỉ làm theo đúng luật mà thôi. Bất luận cái luật đấy là nó đúng hay sai như nào thì chúng ta còn phải bàn tiếp, là như vậy là bản thân cái hệ thống luật pháp. Nhưng bây giờ có những luật như thế này, hiện có cái luật hiện đang tồn tại như này, thì những người công chức ấy là thực hiện đúng theo những quy định của luật ấy, và bên tư pháp là cũng chỉ làm đúng như thế thôi. Thậm chí có thể ra một cái luật là như vậy, như cấm tất cả các ông ở trong ba cái lĩnh vực đấy, điều tra, công tố, tòa án, là không được tham gia chính trị. Tức là gì, là ông muốn vào cái lĩnh vực này thì xin lỗi, ông không được tham gia chính trị, ông tức là ông không được vào đảng nào cả. Và để gọi là như là chống cái sự gọi là lạm quyền của chính cái gì đấy thì có rất là nhiều biện pháp kỹ thuật để giải quyết. Tôi nói thí dụ như là nhiệm kỳ của những ông thẩm phán chẳng hạn, thì ở bên Mỹ thì có khi là ở mức nào đấy nó có thể là suốt đời, nhưng mà ở Việt Nam tôi nghĩ là cái cách hay hơn nhiều là nhiệm kỳ của ông chỉ có 3 năm thôi, và sau 3 năm tự động được kéo dài thêm 3 năm nữa nếu không có một cái sự khiếu nại gì đấy. Tức là nếu mà ông làm tốt thì tự động ông có thể kéo dài một chục lần, tức là 30 năm. Nhưng mà nếu mà ông làm mà có cái gì đấy, ông làm bậy cái gì đấy, thì cái chuyện mà tự động kéo dài nhiệm kỳ của ông ấy là có thể bị chặn lại ngay. Và lúc đó thì như vậy là chính quyền địa phương hay là đến thậm chí quốc hội là có quyền gọi là gì, là dẹp nếu mà ông làm không tốt. Tức là về mặt kỹ thuật có những cách để đảm bảo rằng cái bộ máy tư pháp nó hoạt động thực sự là độc lập mà nó không lạm quyền. Vấn đề ở đây chính chỉ là vấn đề tư duy, ông có muốn ôm tất cả hay là cái việc này là cái việc mà có thể giao cho một cái hệ thống con, một cái bộ phận mà nó làm việc tận tụy vì đất nước và vì chính các cái đảng lãnh đạo này, các cái đảng thắng cử này. Chứ còn muốn ôm tất cả thì lúc đó là nó không bao giờ thực hiện được cả. Tức là vấn đề đây vẫn chỉ là vấn đề gọi là gì, là sự hiểu biết tư duy về chính trị và quyết tâm chính trị có làm được không. Tôi có thể đảm bảo rằng ngay cả trong cái chế độ gọi là gì là công sản này vẫn có thể để cho ngành tư pháp hoạt động độc lập được, mà không có hại gì đến cho bản thân đảng cộng sản, mà chỉ có lợi cho cái đất nước này và cho cả đảng cộng sản nữa. Thế thì vấn đề ở đây là gì, là họ đặt quyền lợi chung của đất nước lên trên hết hay là họ đặt quyền lợi của họ, mà cái quyền để mà kiểm soát hay là để mà quản lý toàn diện mọi thứ bằng cái sự tham lam vô độ mà tôi nghĩ là không bao giờ có kết quả. Và nếu họ tiếp tục muốn làm như thế thì thực sự rất là gì, là họ đi ngược lại với cái sự phát triển của đất nước. Vâng, thưa ông, như ông biết là tới thời điểm này ban lãnh đạo cao nhất của Đảng và nhà nước Việt Nam thì cũng đã kiện toàn được một số cái nhân sự cao cấp của mình, bổ sung bổ khuyết vân vân. Và như vậy ngoài cái việc là có một ông tân chủ tịch quốc hội thì bây giờ thì cũng đã chính thức có một ông tân chủ tịch nước rồi.
Thế nhưng mà trong khi đấy đấy cũng có quan sát là cho rằng là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư thì tuổi cũng rất là cao rồi và cũng chưa biết là cái biến số về sức khỏe nó có thể ra làm sao. Theo ông trong cái giai đoạn tới này, không biết là cái công cuộc tạm gọi là chống tham nhũng đấy, củi lửa đốt lò vân vân đấy thì nó có thể sẽ diễn tiến ra làm sao, và nếu như mà có cái pha tiếp theo như thế theo ông là cần phải tiến hành chống tham nhũng như thế nào để được hiệu quả, bền vững và có chất lượng. Nếu mà chúng ta chỉ xem tương tự như là một công ty thôi, một cái công ty mà cái ban lãnh đạo công ty đấy, tức là hội đồng quản trị, ban giám đốc mà họ quản trị được tốt thì cái công ty ăn nên làm ra, phát triển, và đấy là vấn đề quản trị tốt, gọi là good governance. Và ở trong một nước cũng thế, vấn đề tham nhũng chính là vấn đề quản trị tốt. Nếu mà quản trị tốt thì sẽ bớt tham nhũng. Nên là tôi chỉ khuyên là đừng đặt vấn đề là chống tham nhũng một cách cực đoan như bây giờ, mà hãy đặt vấn đề tức là gì, là quản trị tốt. Làm sao quản trị tốt thì nó sẽ bớt tham nhũng. Bởi vì đấy là hai mặt của vấn đề, cùng là hai mặt của đồng xu thôi. Tức là gì, là tham nhũng mà ít tức là có nghĩa là quản trị tốt, và ngược lại. Thế thì nếu mà cách tiếp cận từ cách tiếp cận quản trị tốt mà đặt vấn đề gọi là có thể làm được một cách gọi là khả thi, vẫn là khó, rất khó. Đấy là hai thứ mà tôi nêu ra: trả lương đường hoàng, thứ hai tư pháp độc lập. Cả hai thứ đó là hoàn toàn có thể làm được nếu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn. Còn nếu họ không muốn, họ không muốn quản trị tốt, tức là họ không muốn cho cái sự phát triển của đất nước này lên, thì lúc đấy là đành chịu, và lúc đó họ phải chịu cái công hay là cái tội trước lịch sử. Mà nếu mà không làm như thế thì là phải chịu cái tội trước lịch sử. Và tôi hy vọng rằng nếu những người Cộng sản Việt Nam đúng như là họ muốn, tức là gì, là lấy quyền lợi của dân tộc này trên hết, là vì dân, do dân và của dân, thì họ phải coi trọng vấn đề quản trị tốt cái đất nước này. Và việc quản trị tốt đất nước này thì thực sự là không có những vấn đề gì khó khăn về mặt lý luận cả. Khó khăn duy nhất là họ có muốn làm hay không, họ có quyết tâm chính trị hay không. Vâng, thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương trân trọng cảm ơn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nhà quan sát bình luận từ Hà Nội, đã dành thời gian chia sẻ nhận định những quan điểm đề xuất của ông trên quan điểm riêng. Trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Tôi cảm ơn VOA đã cho tôi cơ hội trình bày một vài cái nhận xét của mình, cũng như là cảm ơn các quý vị thính giả của VOA đã bỏ thời gian lắng nghe.